Chào anh em, chào các bác. Hôm nay đến thăm vườn nhà anh Dũng ở địa chỉ 699 Hoàng Hoa Thám. Xem một số cây mini của anh và báo giá để anh em mọi miền có thể biết và có thể giao lưu những cây mà mình thích. Các bác nhé. Bây giờ chào anh Dũng nhá. Tí anh Dũng cứ đọc số trực tiếp vào đây nhé. Để anh em biết là alo. Địa chỉ 699 Hoàng Hoa Thám đúng không ạ? Rất nhiều cây mini. Sơ bộ là ở bên ngoài mặt đường nhìn thì nó nhỏ thôi, nhưng vào trong rộng mênh mông. Rất là nhiều sàn bày trí những cái giá như này. Đây, một bên, hai bên và trên này nữa. Rất nhiều cây mini đẹp để các bác có thể chơi hoặc là bày trí. Thì đây, bắt đầu đi vào cái dãy đầu tiên này đi. Và anh cứ đứng ở đây, anh giới thiệu một số cái cây. Ví dụ cây linh sam này đi. Cây linh sam này thì nó khoảng bao tiền anh? Cây linh sam này nó khoảng 3 triệu. Khoảng 3 triệu. Anh đọc số của anh cho nó lưu ở đây thì anh em là xem có thể gọi luôn. 090 749 3481. Địa chỉ 699 Hoàng Hoa Thám. Cây cối mình ship đi toàn quốc đúng không? Ship toàn quốc rồi. Đấy, anh em thích cây nào thì alo. Còn bây giờ hỏi giá sơ bộ thì bác ký báo sơ bộ được các bác hình dung là alo. Cái đi xa cũng khá là nghệ thuật. Xem ra là mình có những ảnh tư liệu của nó từ trước. Vâng. Đầy đủ đấy. Số kia là có cả Zalo liếc đúng không? Đầy đủ đấy. Đấy thì anh em nào alo xong rồi thích cây nào là chụp ảnh nhắn tin. Nó dễ. Những cây nhỏ nhỏ này mình chuyển đi thì nó đơn giản. Bác Dũng là sinh năm bao nhiêu nhỉ? 81. À, ui dồi. Em nhìn trẻ thế. Người nhỏ nhỏ nhìn trẻ. 81. Đó. Tiếp theo là những cái cây, em cứ nhấc lên tí nhá. Những cái cây hồng ngọc mai nhỏ nhỏ. Em vừa đi làm qua đây mà thì tiện ghé bác luôn. Đấy. Đây vừa nãy em đi sơ bộ một lượt, em thích mấy cây này. Đây ví dụ cây này thì nó khoảng bao tiền? Đây. Cây đấy tầm khoảng 2 triệu tí. Cây sam nó lúa. Rất phong tranh, rất là bay. Sam núi. Sam hoa hay là sam trái đây bác nhỉ? Sam bông. Sam bông đúng. Em nghiêng một tí nhé. Em dễ xem. Thân rất là u. Rất hay. Cây này thì khoảng bao tiền ạ? Khoảng 2 triệu. Rất nhiều linh sam bác nhỉ? Và sam núi. Mình bày trí được cái giá này thì để nhìn nó sướng, những cây mini. Đây, còn cây hồng ngọc mai thì sao? Hồng ngọc mai 600. Xinh xắn. Rất hay, cây rất hay. Mình phép vào cái xoay xoay một tí bác nhé. Cho anh em dễ hình dung. Cây này do đồng trộm hơn 2 năm rồi. Đó. Cây nó khá là thiên nhiên. Thiên nhiên. Rất thiên nhiên. Đó. Cây hồng mai đang rất nhiều hoa. Còn rất nhiều cây nên là cố gắng đi hết từng cây một chút, mỗi cây một chút. Cái giấy Mỹ. Giấy Mỹ rất quái nhỉ. Rất quái. Giấy Mỹ. Giá cả thì các bác có thể alo hỏi nhỉ. Cho dễ. Em sẽ hỏi một số cái giá của một số cây mà mình thấy tâm đắc một chút.
Còn các bác ấy thì nhiều người, người ta mỗi người một phong cách, người ta lại thích những cây 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 một cây nào đó thì alo đấy, nâng giá nó cụ thể hơn. Ví dụ cây giấy thì bao tiền bác? 6 triệu. Cây giấy Mỹ, cây Mỹ nhỉ, thần quái co lắc. Sơn Tân Phú Hạt Gạo. Đấy, con rừng mọc trên núi này sâm bông nữa. À đây là sâm bông. Cao độ khoảng 1 mét nhỉ. Đây có cái giá này để nhìn hay. Những cây nhỏ nhỏ xinh xinh. Phải có cây đẹp rồi biết bày trí nữa thì lại càng đẹp. Đây cái rừng học ngọc mai thì bao nhiêu ạ? Đây là 5 triệu. Cái phần thân của nó. Đây trong chậu 4 năm. Vâng, cái này thì trong chậu lâu rồi. Nhìn hay. Rất hay. Rừng trên cái khay mỏng. À, rất rộng, rất thiên nhiên. Rừng hồng mai. Đây, con cây này là sắp trái nhỉ. Nhìn quả chín như nho. Cái này thì có cái này kia rồi mà. Rất hay đấy nhỉ. Chưa có giá đúng không anh? Nhìn quả chỉ như nho. Mình thích, rất thích mắt. Siêu nhiều quả. Con sai mà lại có trái đấy thì nhất được. Quả đấy, đây cũng một cây trái nữa. Phèn đen, dưới diếc và cây trà phúc kiến rắn đổ. Như vậy là đi được gần đi hết được một bên rồi. Đi hết một bên. Đấy, các bác này. Ngay dưới đường Hoàng Hoa Thám đây. Ngay đầu Hoàng Hoa Thám bưởi các bác. Đầu 699. Tiếp theo là đi trên hàng này. Đấy, vừa nãy đi một lượt thấy cây ngực quế này hay. Cây ngực quế rất hay và để bàn thì rất là hay. Đang nhiều hoa. Ngực quế Thái nhỉ. Ngực quế Thái. Cái này vừa nãy bảo là giá khoảng bao nhiêu anh? Khoảng 3 triệu. Khoảng 3 triệu. Giá khoảng 3 triệu. Cây rất là thiên nhiên. Chơi trong nhà rất hợp lý, thơm. San hoa nhỉ. San hoa. Đây là bông, cái kia. Rồi. Cái bông này thì bao nhiêu tiền? Bông thì chưa có giá. À chưa có giá. Cái cây kia
cây kia, cây đấy là một đôi 3,5 triệu. 3,5 triệu cây siêu siêu rồi đúng không? 3,5 triệu cũng là sam bông. Cái me này cũng hay nhỉ, me. Cái me này thì bao nhiêu bác? Me 2 triệu. Này rất bay, rất bay, thân dưới hết quái. Cây này trồng rộng mấy năm? Vâng, những cây trồng rộng nhiều năm thì nhìn là biết. Đấy, cái cây kia khá là thuận, mùa rất hành. Sơn liễu, sam hương. Cây sam hương này thì bao nhiêu tiền? Sam hương thì bao nhỉ? Sam hương à, siêu nhỏ. Cây mai chiếu thủy nhỉ? Trà Phúc Kiến, cái trà Phúc Kiến thì bao nhiêu? Cây 3 triệu. 3 triệu. Mang nhiều hoa, mang có nhiều hoa. Cây rất là xinh. Trồng trên cái thân cái gỗ lũa. Còn cây nguyệt quế to thì bao nhiêu? Đây hơn chục. Rất nhiều hoa, với lá bé. Thái ở đây, vừa nãy thấy cái cây này nữa, cũng nhìn cũng hay. Rất thiên nhiên, cây xuân liễu. Này là mấy triệu bác nhỉ? Cây là gần 5 triệu. Sơn liễu. À. Khá là hay. Thần quốc khá là hay. Rất chuyên nghiệp. Đấy, sam trái này. Sam trái. Rất nhiều đà hàng kiểu như cầm tay này. Em xin phép em cầm cây này lên. Cái này thì khoảng bao nhiêu bác? 3 triệu. 3 triệu. Siêu nhỏ. Hàng cầm tay. Rất nhiều sam hương với tùng đấy cũng rất là mini, linh xa. À, rất nhiều. Có cái kim quýt to, cái kim quýt kia thì bao nhiêu? Cái này tầm chục rồi. Chục, đàn rất nhiều quả, quả chín to bằng đầu ngón tay. Mình thích. Quả này trong cái hình như người ta ngâm rượu sao đúng không ạ? Ngâm rượu rồi. À, thế còn cây này? Đây đấy gần 5 triệu. 5 triệu. Đấy. Miền Nam làm đẹp không nhỉ? Trung Ngô. Đấy. Trung Ngô. Cây này thì bao nhiêu? Cây đấy là 2,5 triệu. 2,5 triệu. Chỗ này cho cái chén. Cái tí. Đó,
vậy là đi đấy, cây này sơn liễu đến lúc lá nó đỏ đỏ nhìn thích nhỉ, bé xíu xinh. Chị em nữ nào mê bonsai là nhấc về chơi ngay. Đấy, hết dãy thứ hai. Giờ đi lên trên này, lên trên này xem nốt một số cái tác phẩm ở trên này. Đấy, đi lên cầu thang này. Rất nhiều mini. Lên xa. Và tím, hình sam hoa tím. Đó. Thích cây nào thì alo nhé. Cái này có một cây nữa. Cây trà Phúc Kiến này thì bao nhiêu ạ? Cây 5 triệu. 5 triệu. À. Cây khá hay, khá già, rất già. Đấy. Rất già. Cây rất già, đang rất nhiều hoa quả. Hoàn thiện rồi. Chỉ việc chơi. Có cái vạt thân lũa nhìn hay. Quay ngược phát lên, nhìn cái tán của nó. Tán là đầy rồi, xung xuê chỉ việc chơi. Đây, cây này cũng quái, cây sam núi, sam hoa, sam hoa, sam hoa. Cây này thì bao nhiêu ạ? Đây, 3,5 triệu. 3,5 triệu. Rất nghệ thuật. Đấy, cây hay đấy. Đấy, cái cây kỳ quýt vừa nãy đây. Quả nó to bằng đầu ngón tay. Chín. Rừng kỳ quýt. Đấy. Ok, sơn liễu. Đây, cây mật quế hồi nãy thơm, đang rất thơm này. Cây mật quế hồi nãy quay ở dưới đây. Mật quế này khá là hay đấy. Lên nhìn trực tiếp thì thấy quay nhiều khi nó không hết được cái thái. Khá là hay các bạn, cây mật quế khá hay. Giá thì bác vừa xem vừa nãy. Trên này còn có cây kỳ quýt nữa. Kỳ quýt rất quái. Trên cái ấm. Đây, vừa nãy bác gọi bảo là cái giống này nó gọi là gì nhỉ? Phượng gì nhỉ? Tứ thời. Tứ thời ấy. Có năm có hoa. À, tứ thời có năm có hoa.
Đây cái cây nó bé xíu này, có hoa này. Hay và lạ. Ngoài Bắc này chắc ít người có. Ít có, ít người có. Vâng. Cây hay đấy. Này mà ghép vào cái gốc cụm ta ấy nhỉ, có khi lại được. Khi lại hot. Rồi ok. Đấy, thì sơ bộ cái vườn nhà bác Dũng. Đây, còn bác Dũng đây. Sinh năm 81 nhưng mà nhìn còn rất trẻ. Anh em có dịp đến giao lưu hoặc là ở xa thì alo bác ấy. Có những cây nào mà cần chi tiết hơn thì bác ấy sẽ gửi ảnh hoặc là video cho bác xem để giao lưu. Ok, xin cảm ơn anh Dũng nhé. Anh em nào liên hệ anh Dũng để giao lưu cây nhé. Em xin phép kết thúc video ở đây nhé.